Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 29 tháng 9, Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề khu vực, trong đó nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng ba nước trên trong hơn một năm qua. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, ông cùng hai người đồng cấp Mỹ John Kerry và Hàn Quốc Yoon Byung-se tái khẳng định cam kết đối phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng có nguy cơ xảy ra trong tương lai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se cho rằng ba nước cần gửi tới Triều Tiên một thông điệp rõ ràng và cứng rắn để tránh cách nhìn nhận và hành vi sai lầm. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho rằng Triều Tiên đang lập kế hoạch phóng tên lửa trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10 tháng 10 tới. Trước đó, Triều Tiên xác nhận đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân, đồng thời lãnh đạo Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ của Bình Nhưỡng đã đề cập một vụ phóng tên lửa.